Dạ thưa sếp, thằng cháu nó ngoan ngoãn lắm sếp ạ. À, với lại nó sinh ra ở dưới quê nên là nó đậm chất dân dã. Dạ nói cái gì nó cũng nghe lời hết sếp. Nhưng mà cậu ta không có bằng cấp rồi tôi biết sắp vô cái khâu nào bây À, giờ. dạ thôi, cái việc mà sắp khâu nào là đó là quyền của sếp. Miễn sao là cháu em nó có việc làm trong công ty mình là được rồi. Với lại sếp cũng nghĩ cái tình của em làm công ty mình lâu quá rồi. Dạ mong sếp cho cháu em cơ hội. Trời ơi, cậu làm gì tôi cũng Dạ. xử Không 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 sếp đừng lo nha, thằng này nó giỏi lắm nha sếp. thiệt. Mới lớp 4 thôi nó đã sử dụng được máy vi tính Ờ. á. Lên lớp 6 là nó đếm tiền thay cho bố mẹ nó rồi. Rồi lên lớp 8 là không thấy nó về nhà luôn, nó ở suốt ngày ngoài đường, nó tự lập. Dạ à, đây 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 đây. Dạ cái phần này là của bố mẹ cháu gửi cho sếp. Nghe lời chú dặn này. Này, chú nói á, là mày biết sử dụng máy vi tính từ lúc ba mày học lớp 4. Rồi khi sang năm lớp 6 là mày đã biết đếm tiền hay cho bố mẹ. Rồi khi lớp 8 là nó biết tự lập, nhớ chưa? Phải nhớ sơ yếu lý lịch của mình để trả lời, nhớ chưa? Chú nói dóc còn giỏi hơn cả cháu đó. Ôi giời, ông nội, nó nhỏ thôi. Mà cháu làm gì ở đây? Bảo vệ. Cái gì? Bảo vệ mà cũng làm á? Chứ mày muốn làm cái gì? Ông nội, nè, chịu khó đi. Kiếm việc làm bây giờ không có dễ đâu. Chịu được, chưa bao giờ chị bị sỉ nhục như thế. Có chuyện gì nữa, chắc là ai quậy chị phải không? Còn ai về đây nữa, cháu của Trần Huỳnh ấy, bảo vệ mới ở công ty mình. Ui dồi ôi, nhìn nó như cái thằng giang hồ ấy. Sáng nay nhá, chị kể cho em nghe, sáng nay chị dắt xe vào, chị rất nhẹ nhàng chị nói với nó là em ơi dắt hộ chị cái xe. Thế mà mặt nó cưng cưng lên, nó bảo chị là tự làm đi máy già. Ui dồi ôi. Chị nhắc tới em càng tức hơn nè. Sáng nay mới chạy xe tới cổng công ty thôi, nó cái tay thì nó giúp dắt xe cho em, còn con mắt á nó nhìn chăm chăm vô ngực em vậy nè, giống y chang chú nó vậy á. À, các con đi ăn trưa chưa? Hả? Ăn cái gì nào? Sếp, sáng nay sếp vui thế, chắc là có ai mời đi ăn trưa ạ? Thì Trần Quỳnh mời ăn chứ ai. À, các con thấy cháu của Trần Quỳnh như thế nào? Tôi chưa thấy cậu ta nhưng mà nghe Trần Quỳnh giới thiệu chắc là cậu ta là người có khả năng lắm đấy. Mày làm cái gì mà ai gặp chú cũng mắng vốn hết trơn vậy con hả? Biết rồi, sẽ đi nhẹ nói khẽ và cười duyên. Nhưng nói như vậy con có làm được cho chú không? Nhưng mà phải nói ở đây có mấy cái thằng ẻo nhìn chỉ muốn tán cái. Cái thằng chuyên của người ta, mày đúng vô làm gì? Nhưng mà bù lại, ừ, được mấy đứa bé, đứa nào cũng nhìn như diễn viên phim cấp 3 chú nhỉ? Ôi, ai đang ở dưới coi xe đấy? Chả có ai. Trời đất ơi, mất xe là đền nha không con. Đi xuống dưới coi xe, lẹ đi. Ở đây, 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 khoan, khoan. Chú nhờ cái đấy. Cầm chìa khóa, chuyển cái xe chú vô trong. Để bên ngoài mấy xe khác nó chạy ngang qua nó va quẹt chày. Xe chú mới mua đấy. Anh Huỳnh, chiếc xe máy của anh bị mất rồi. Anh là chủ tịch công đoàn, anh phải giúp em chuyện này đi chứ. Giải quyết sao đây anh Huỳnh? Huỳnh! Trời ơi, em nói cho anh biết nha, em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, cậu Huỳnh ơi, cậu làm sao mà giờ ông chủ tịch đang nổi cơn thịnh nộ kìa. Cháu của cậu đó, nó đã bẻ hai cái kiến hậu của xe hơi ông chủ tịch, rồi nó trốn đi mất tiêu luôn rồi. Cậu làm tôi thất vọng quá. Tôi còn mất chiếc xe trước hai người. Trinh nè. Ừ? Trinh có yêu ai bao giờ chưa? Mà yêu say đắm luôn á. Yêu say đắm hả? Ừ. Cũng có, chắc là vài lần á. Ủa mà sao tự nhiên hỏi em vậy? À, chắc là muốn em tư vấn cho anh cái gì phải không? Này, lập trình yêu à? Lạ quá nhỉ. Này, có chuyện gì? Nói đi. Ừ, thôi, nói là mắc cỡ. Mắc cỡ cái gì? Đàn ông con trai yêu là chuyện bình thường. Ừ. Cô ấy tên gì? Nhà ở đâu? Hả? Chưa biết mặt. Nhưng mà quen gần năm rồi. Sắp tới nàng và thăm Trình mà. Mà Trình run quá, Trình không dám gặp mặt nàng. Nè 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 nè, chưa biết mặt. Vậy hai người yêu nhau như thế nào? Thì quen nhau qua chơi trò online á. Trời ơi, chơi trò giải cứu công chúa đó. À, vậy là đây là lần gặp mặt đầu tiên. Trình sợ á, nàng không thích mắt kiến của Trình à, không thích tóc của Trình, rồi không thích trang phục của Trình nữa. Thôi chắc Trình trốn ở nhà. Không quá sao. Cậu hẹn hò với người ta, rồi bây giờ cậu định trốn là sao hả? Cậu phải làm cho xứng mặt đàn ông công ty mình. Ừ. Đúng rồi đó anh Trình ơi, chỉ là gặp mặt thôi mà. Người ta đâu có làm gì anh mà anh sợ như vậy. Yêu là phải gặp mặt. Anh kỳ quá à. Trình nghĩ chỉ là yêu qua mạng thôi, chứ gặp chưa sẵn sàng đâu. Mẹ Trình nói là Trình chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm gia đình đâu. Nhân danh công đoàn, cậu mà không ra gặp tôi trừ điểm thi đua cậu đấy. Ờ. Trừ điểm thi đua cũng không gặp, có chết cũng gặp. Mà hai người đã biết mặt nhau chưa? Ừ. Cha đã cam chưa? Ừ. Cha xét à? Ừ. Cha xét thế nào? Mấy quầy Yahoo Messenger đấy. Ừ. Chết rồi mà chưa dám. Ừ. Nếu vậy thì cậu nên ra gặp đi, có thể hai người thích nhau thì sao? Ừ. Thôi Trình không gặp đâu, có chết cũng gặp nữa. Sao? Tại sao? Trình lỡ nói hết với người ta rồi. Bực mình cái anh lập trình đó quá à. Cứng đầu ơi là cứng đầu á.
em bắt đầu thấy thất vọng về đàn ông của công ty mình rồi á. Tôi thì tôi chỉ sợ cho cô gái ấy. Rồi đến khi cô gái ấy đến đây hỏi Lập Trình, chúng ta trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói Lập Trình không còn đi làm ở đây nữa? Thì đó. À, tôi có cách rồi. Cách gì? À, tôi sẽ đóng giả Lập Trình. Ừ, được không? Ừ. Họ mới chỉ chat thôi, đã nhìn thấy mặt đâu, đã nghe thấy giọng nói đâu. Được đấy hả? Hồi nãy tôi có nghe Lập Trình nói là cậu ấy đã kể hết cho cô ấy về sở thích của cậu ấy, kể cả cách ăn mặc, nhưng mà hai người chưa gặp mặt sợ gì hả? Này, hồi nãy rồi cái gì đấy? Này, cậu thấy tớ hấp dẫn không? Hấp dẫn hơn Vũ Lập Trình rất nhiều. Được đấy, được đấy. Vì tớ là Vũ Lập Hoàn. Này, anh ơi, cho em hỏi có anh Vũ Lập Trình, trưởng phòng công nghệ thông tin đây không ạ? Đây, Lập Trình đây, hai người nói chuyện với nhau nhé. Chào em, anh là Vũ Lập Trình. Công ty của anh rộng rãi nhỉ? Những đồng nghiệp vui tính của anh đâu hết rồi? À, thì họ đang trong phòng làm việc. À thế ạ? Anh ơi, cái cô Mai hay thơ thẩn ngẩn ngơ và ông sếp Hữu Tài sợ vợ của anh, dạo này thế nào? Em nghe anh kể mà không thể nào tin được. Họ cũng đang ở trong phòng làm việc. À thế ạ? Anh ơi, anh còn kể cho em về cái ông gì hay lẻo mép, chuyên môn tán gái ở công ty ấy. Tên là Duy... Lê Di Hoàn. À đúng rồi. Anh ơi, hình như ông ta chỉ có búp bi thôi đúng không? Bị... Giờ này mà được gặp mặt ông ta xem mặt mũi thế nào thì buồn cười quá đấy. Ôi, con Trần Quỳnh ơi, trời ơi, cái toilet gì đâu mà tháng nào cũng nghẹt hôi quá vậy? Con có nhắc nhở cô Hiền chứ? Dạ có thưa sếp, lúc nào em cũng nhắc thưa sếp. Trời ơi, cậu là chủ tịch công đoàn phải chủ động trong công việc chứ. Nhớ nhắc nhở nha, là tôi xong vụ này nha. Dạ dạ. Ôi, cái gì cũng đổ vào đầu công đoàn. Nhắc nhở nhé, nhắc nhở nhé. Sao mà gọi mà con ren chua mà không bắt máy giùm cái. Không phải gọi nữa. À chị à, tôi còn phải đi dọn phòng họp. Biết rồi, nhưng chị làm ơn chị vô, chị lo cái phòng vệ sinh trước đi. Người ta có thể không họp nhưng người ta không thể nào không đi vệ sinh. Hai em vào làm ngay bản báo cáo cho anh nhé. Ừ, đừng có làm anh thất vọng ấy. Hai nhân viên mới của tớ. Được không? Rồi. Đây, đây là chỗ làm việc, cậu thấy thế nào? Trông cũng được đấy. Ra đây làm cốc cà phê đi. Ngon hơn cả cà phê Brazil đấy. Thử đi. Như thế này mới gọi là làm việc chứ. Như cái công ty của tớ đang làm ấy. Chán phèo. Lương thì lại thấp nữa. Bao nhiêu tiền một tháng? 5 triệu. Úi giời ơi, thế thì được hai bữa nhậu à. Tớ sẽ thu xếp cho cậu một công việc ở đây. Thật không? Cậu giúp tớ nhá. Đừng bao giờ dùng từ giúp. Như thế là xúc phạm bạn bè. Chào. Nghe nói là hôm qua cậu xỉn dữ lắm hả? Gặp thằng bạn thân, hai thằng làm hết hai két. Mà cậu biết tính tôi rồi đấy. Làm một tí là coi trời bằng vung luôn. Cái lộn với ai chứ gì? Không có cái lộn, nhưng mà hứa lộn. Hứa lộn mà. Chắc là hứa cho cô gái nào mua xe hơi với biệt thự cho người ta đúng không? Không phải chuyện đấy. Thằng bạn thân của tôi đang làm một công ty khác. Tôi bảo nó nghỉ việc đi để xin cho một chỗ ở đây. Vừa đấy tốt hơn. Nhưng mà lương công ty cũ lại 5 triệu một tháng. Ôi giời ơi, lương nhiều hơn lương tôi đấy. Bây giờ mà không lo cho nó một chỗ ở đây ấy, thì tôi chỉ có nước chui đầu xuống đất thôi. Trời ơi, chết rồi cậu ơi. Cậu xử lý cái toilet xong chưa? Trời ơi, để mấy bữa nay nó hôi quá, không ai dám vô xài hết trơn. Trời ơi, làm sao? Dạ thưa sếp, em có nhắc nhở cô Hiền rồi. Với lại em thấy công việc ở đây đúng là quá sức đối với cô ấy đó sếp. Nếu cậu nói gì thì mời cô Hiền đi gặp tôi ngay. Dạ. Đi. Dạ thưa sếp, cái chuyện hôm qua em trình bày với sếp rồi ạ. Người bạn thân của em. Dạ vâng, cậu đang đến đây. Năng lực làm việc rất tốt. Mời cô ấy lên cho xem nhé. Dạ vâng, em đây. Dạ sếp và em ạ. Trời ơi, cô Hiền ơi, cô công ty trả tiền cho cô mà sao cô quể quải quá vậy? Cô để cái toilet thôi đình nè, không ai dám xài hết trơn, tội làm sao? Dạ thưa sếp, toàn mùi đặc biệt thôi ạ. Hôm qua em vào dùng hết nửa lọ nước hoa luôn. Đây, tôi giả lại cho hết các anh đấy. Các anh có đủ 10 chân 10 tay đi đến bây giờ làm, tôi mệt lắm rồi. Mà này, tôi nói cho cậu biết nhé, cái mùi đặc biệt đấy bốc ra từ đống say xỉn nốt mửa của cậu ấy. Tôi xả nước rồi mà. Trời ơi, công việc đâu có gì nặng nhọc đâu mà cô kêu ca dữ vậy. Xin chào tất cả mọi người. Di Hoàn. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn một chút. Giới thiệu với sếp, đây là Hùng, bạn của em ạ. Chào cậu. Dạ, tôi đã sẵn sàng thưa bạn. Gì tốt quá ha. Kể từ hôm nay cậu thay thế cho cô Hiền luôn nha. Công việc không có nặng nhọc gì lắm đâu ha. Đừng làm tôi thất vọng nha.